Căn phòng triệu đô ước mơ của biết bao nhiêu người là đây chứ đâu các bác. Thực ra không phải triệu đô đâu, nhưng mà em đi lắp âm thanh cho khách mà nhìn phòng đẹp quá các bác ạ. Lên sóng nhiều video bộ dàn nhỏ rồi thì nay em chán chán em lại lên cho các bác bộ dàn karaoke xem phim nghe nhạc 5.1 to vật luôn. Xương xương thì khoảng tầm hơn 300 củ các bác nhé. Phòng xa như này thì âm thanh cũng phải xịn sò nó mới xứng tầm. Phòng này thì tất cả đều được làm từ gỗ ốc chó cho nên là hương thơm tự nhiên rất dễ chịu. Tuy nhiên cũng là khá áp lực cho anh em kỹ thuật khi mà sức mềm một tí nào chắc không về nổi quá. Em có lắp cho anh khách bộ dàn gồm có 4 loa RCF made in Italia, CMAX 4142 bát 30 tạo âm thanh vòm khi hát karaoke, kết hợp thêm với loa súp hơi bát 40 RCF S801525 mã cho ra âm trầm rất là dày dặn. Đầy đủ combo đầu màn cảm ứng Việt K4T, 4 đẩy công suất vàng AAB K9925 mã Luxury. Ngoài ra để hỗ trợ xem phim nghe nhạc tốt nhất thì em có sử dụng thêm loa center Calib RB504C25 mã, máy chiếu Benquy hỗ trợ xuất hình ảnh 4K. Với combo này cộng thêm âm thanh cộng hưởng tiêu chuẩn của phòng như thế này thì dù có xem phim hay nghe nhạc cũng đều cảm nhận chất lượng âm thanh rất sống động. Bác nào thích ngắm các công trình đẹp bên em thì nhớ follow để lại comment để anh em giao lưu nhé.